Xin chào các em, ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng bài tập để chuẩn bị các em thi giữa kỳ 2 nha. Năm ngoái tôi đã làm được 2 video liên quan đến công và công suất rồi. Ngày hôm nay tôi tiếp tục tôi sẽ rèn kỹ năng nữa cho các em. Vậy thì các em quan sát và để. Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ có công suất nào à? Nhịp V khá lớn đúng không các em? 95.600W và quãng đường máy bay nâng lên theo phương thẳng đứng nha, và tạo ra một lực phát động nha, lực phát động lực nâng máy bay đâu là ép các em, lực nâng của máy bay là lúc này là bằng 75.000 newton. Rồi bay lên đều nha, đến công của động cơ thực hiện trong 45 giây e. Đó, trong thời gian là 45 giây nha em, không cho quãng đường. Rồi tí mình sẽ phân tích sau. Có đây này, và quãng đường máy bay nâng lên theo phương thẳng đứng là tìm S các em nha, S chấm hỏi. Đó, vậy thì làm như thế nào đây? Tính công đúng không? Công em để ý là công, muốn đến công có hai công thức chứ không phải một công thức nha. Còn các em mà cứ tập trung vô công thức này là công đầu tiên là đơ lên, A bằng F nhân S, làm gì có S mà làm. Công các em còn một công thức tính công là công thức này gì? P bằng A chia T. Vậy A bằng gì em? A bằng chia chuyển lên là bằng T nhân T. Đây, nhớ nha. Công có hai công thức chứ mày một công thức. Vậy thì lúc này em dùng cái công thức thứ hai bằng P nhân T. Đây, P đây, T đây. Thấy không? Công thức 1 làm gì có? Làm gì có F và có S, đúng không? Rồi, vậy thì trả lời ra. Công sinh ra của máy bay trong 45 giây là, anh em áp dụng công thức P bằng A chia T. Em nào có tôi thì ghi ra từ từ vẫn tích ra có được. Vậy suy ra A bằng P nhân T. Thấy vào em 95 600, thời gian 40 năm thì là công cũng khá là lớn đúng không em? Đáp số bằng 4.302.000. Đơn vị là joule nha các em. Rồi, người ta bắt tìm thêm này em. Quãng đường máy bay nha. Làm sao tìm quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Làm gì có vận tốc, giờ tôi phân tích nha. Quãng đường máy bay nha, bay là cái phương thẳng đứng á, nâng lên đó. Rồi quãng đường có rất nhiều công thức để tính quãng đường nha. Nè, trong vật lý đầu năm em học là V bằng gì? S bằng V nhân gì? Nhân T. Có T mà chưa có V đúng không? Rồi vậy thì không được, công thức nào có nữa, có liên quan đến phần này nữa. A bằng gì? F nhân S. Thấy chưa? A có chưa? Đấy. F có chưa? Đấy. Tìm được quãng đường không? Chứ không phải lúc nào mình nhất thiết được công thức. Đó, và trả lời ra áp dụng công thức A bằng F nhân S, vậy suy ra S bằng A chia F. Thấy bao? 43.202.000 chia cho F là 75.000. Bài này khá hay nha các em. Câu 6 là các em 57.36 nha. 57 các em 36 nha. Một người thợ dùng một lực đẩy này 200 newton nha, để đẩy một xe cát đi 1.2 km. Người thứ hai vác một bao cát có khối lượng 10 kg đi cùng trên quãng đường trên. Tính công của mỗi người thực hiện vật và tính công suất của hai người thợ trên. Biết người thợ thứ hai vác bao cát đi 1.2 km mất 30 phút, người thợ thứ nhất chỉ mất 2/3 thời gian của người thứ hai. Đọc đề lên cũng hơi bị đối nha các em nha.
Vậy thì mình phân tích từ từ nha. Một người thợ dùng lực đẩy 200 newton mà ép là 200 newton nha. Đẩy xe cắt đi một quãng đường là 1,2 km là ép. Nhớ là quãng đường phải đổ đa mét nha, nhân cho 1.000 các em, 1.200 mét. Rồi, người thứ hai vác bao cát, một người thợ ở nhà, đây người thứ nhất nè, mình coi đây là một đi, như vậy cho nó khỏi lộn. Người thứ hai vác bao cát có khối lượng là 10 kg, là M2, 10 kg tí đổ ra nhẹ nhàng, còn em đổ đây luôn các em, đổ đây luôn cũng được nè, M2 bằng 10 nhân em, được không? Đó, đổ luôn tí khỏi biết này. Vậy là lấy 10 nhân em, vậy là 100 newton. Tóm tắt chỗ này luôn, giải ngay chỗ này luôn nha, thì khỏi phải nói này. Vậy khi người ta vác một bao cát thì chắc anh phải tác dụng một lực vô đây để vác bao cát được là phải 100 newton nha. Tiếp các em, đi cùng quãng đường trên, cùng quãng đường trên, vậy là S2 của nó luôn bằng 1.200 mét luôn. Đó, phải tóm tắt cho nó chuẩn đề vô. Câu 3, tính công của mỗi người thực hiện. Vậy câu 3, tính công người thứ nhất và tính công người thứ hai. A thì bằng F nhân F, chắc là F1 nhân F1 rồi, đúng không? Cái này bằng F2 nhân F2. Câu B, tính công suất của hai người thợ trên, công suất là P, là P1 và P2. Và quy tắc là P thì bằng A chia T. Đó, A1 chia cho T1. Cái này phải là A2 chia cho T2. Chấm hỏi các em. Đó, thì tôi sẽ làm từ từ nha. Còn một ý nữa, biết người thứ hai vác bao cát hết 1,2 km đây, trong thời người thợ thứ hai nha em, là T2 đó, 30 phút, T2 bằng 30 phút, đổi ra luôn em nha, 30 phút đổi ra, ra dây luôn em nha, thì bằng nhân lên 60, đúng không, bằng 1.800 giây. Không, còn rốt nghéo nha, khúc cuối nè. Thời gian người thứ nhất bằng 2/3 người thứ hai thôi. Thời gian người thứ nhất nè, bằng 2/3 T2. Em có thể thấy ở đây nè, 1.500 nhân vô, được chưa? Ở đây là những câu chuyện chạy bên này luôn. Rồi, mình trình bày công an ha. Mình trả lời vào, công sinh ra của mỗi người nha, công của mỗi người thực hiện nè, trả lời ra. Công sinh ra người thứ nhất nè, của người thứ nhất nghe kìa, là A1 các em bằng F1 nhân S1 thay vào các em đây, 200 nhân cho 1.200 thì đáp số bằng 24 số cộng đó, đơn vị là zoom nhá. Rồi tiếp tục, công sinh ra của người thứ hai là A2 bằng F2 nhân F2. F2 là 100, F2 là 1.200 nha. Vậy thì các em được đáp số là bằng 1.200.000. Đơn vị là joule nha các em nha. Đó, thế đây. Đó, cái này tôi đổi nha, 10 kg đổi lên newton nha, lực đó, tác dụng đó. Rồi câu B, yêu cầu tính công suất của từng người. Lời ra, công suất người thứ nhất này là P1 bằng A1 chia cho T1. Tôi phân tích nha, nhìn ra A1 đây, 24000000 chia cho T1 chưa có nha em nè, T1 bằng 2/3 T2. Tôi thay bằng 2/3 T2, tôi viết vào đây luôn nha. Vậy thì bằng nè 24000000 chia cho 2/3 T2. T2 này em đây là 1.800 à, 1.800 được mà, đúng không? Này 18 chia 3 được 6 mà, đúng không? 600 nhân cho 2, đúng không? Đó. Vậy thì em chia đáp số vào cuối cùng của nó vào 200
quát cho nghe. Rồi trả lời ra công suất người thứ hai là V2 các em nha, V2 bằng A2 chia cho T2. A2 có đôi số nào, 120000 chia T2, T2 là 1800 nha, số không được đẹp nha em, 66.666 gì đó, hãy cho là 67 đi, đơn vị là watt nha em. Em quan sát đến bài tiếp theo. Để cho này, một con ngựa kéo một chiếc xe với lực không đổi là 100 Newton và đi được một quãng đường là 9 km trong 30 phút, tính công và công suất trung bình của con ngựa. Nếu xe chạy vận tốc là 20 m/s thì công suất trung bình con ngựa là bao nhiêu? Nghe, các bạn thiết bài. Một con ngựa kéo một chiếc xe với lực không đổi là 100 Newton, đúng không? Vậy ta ghi là F 100 Newton và đi được một quãng đường là 9 km. 9 km đổi ra mét bằng 9000 m nha. Nhớ phải đổi nha các em nha. Trong 30 phút. Đổi luôn. 30 phút các em đổi ra giây, em nhân ra 60. 1800 giây. Câu A tính công và công suất trung bình của con ngựa. Công là A. Mà A thì bằng F nhân F, đây có đầy đủ. Và công suất là P bằng A chia T, có A trên có T, đây tìm được. Câu B nó khác đi chút xíu này. Nếu xe phải chạy vận tốc là 20 m/s, nếu xe chạy vận tốc xe cái ngựa em 30 m/s thì công suất của con ngựa lúc này là bao nhiêu? P lúc này bằng chấm hỏi nha, tí tôi sẽ phân tích cái này cho sau nha. Vậy thì câu A em trả lời vô công con ngựa nha, công của con ngựa là A bằng F nhân F, lấy 100 nhân cho 9000 đúng không? Thì bằng 9, cái nằm số 0 nữa nha, đơn vị là joule. Rồi rồi mình có công rồi ha, giờ mình để tìm công suất của con ngựa. Công suất của ngựa là P bằng A chia T. Thấy vô 900000 đúng không? Đúng số không? Chia thời gian 1800. Đáp số nào bằng 500 nha các em. Đơn vị là gì em? Watt nha các em. Là gì? Watt á. Rồi, thuộc bên nếu xe chạy vận tốc 20 m/s thì công suất con ngựa là bao nhiêu nha. Rồi trả lời ra công suất của ngựa là rồi nhìn nha, P bằng gì? A chia T, làm gì có A. Nhiều em nói trời ơi em lấy A đây nè, sai. A đây nó đi vận tốc khác em, quãng đường và thời gian nó khác, không được làm vậy nha, nha. Vậy thì làm sao? Tôi phân tích này, A là bằng F nhân F, mà S chia T thì ra V, S chia T thì ra V, vậy nó chính là bằng F nhân V, hay chưa? Đúng rồi, đó V, đáp vừa là sao? Được chưa? Quãng đường vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Yeah. Vậy thì đây vào em. Mà nhớ nha, đây là mét trên giây. Này em để ý là quãng đường này tính bằng mét, thời gian tính bằng giây. Đúng, mét trên giây. Nếu đề bài cho km trên giờ thì phải đổi đó. Gì em? Mét trên giây. Nha. Yeah. Thôi thì tôi đáp vào. Em vẫn lực kéo vậy luôn, 100. Vận tốc lúc này thế bằng 20. Vậy đáp số bằng 2000 thôi. Công suất này nó tăng lên tới 2000 W rồi, gấp 4 lần công suất hoạt động. Các em quan sát đến câu tiếp theo nha. Tính công suất
cùng một bạn học sinh đi bộ từ nhà đến trường nha. Nếu trong 1,5 giờ bạn đã đi 7.000 bước, mỗi bước thực hiện công là 40 joule. Ồ, hấp dẫn nha. Được. Tính công suất của bạn này, ồ, là P bằng A chia T, đến gì đến biết công thức kia đây. Nếu trong 1,5 giờ là T, 1,5 giờ, em lấy 1,5 giờ em đổi ra giây cho tôi. Em lấy 1,5 nhân 3.600, 1 giờ thì có 3.600 giây đúng không? Bằng 5.400 giây. Nhớ mấy cái này phải đổi dùng tôi nha. Rồi. Và đi 7.000 bước. Một bước 40 joule. Cứ một bước hao 40 joule. Đó, 7.000 bước hao bao nhiêu, xin được công bao nhiêu biết không? Đó. Vậy nè, một bước thì phải sinh ra công là 40 joule. Vậy thì 7.000 bước. Đó. Bằng bao nhiêu? Đừng nói em. Em áp dụng công A bằng F nhân F nha. Làm gì có F, đúng chưa? Làm gì có F ở đây. Một bước xin ra công 40 joule. Vậy 7.000 bước biết không? Mình ta cầm suất nhân chéo chia nha. Vậy trước tiên em muốn làm được công suất, em phải tìm được công sinh ra của người này đi hết bao nhiêu đây? 7.000 bước nha. Và trả lời là công sinh ra nha của học sinh này, của bạn học sinh, A bằng, đừng có lâu F nhân F vô nha, một bước sinh ra 40 joule đúng không? Vậy thì 7.000 bước lấy 7.000 nhân cho 40, 4728 hóa thành 40 rồi, joule, hiểu chứ? Rồi, trả lời ra công suất của học sinh này P bằng A chia T. A thế vô 280.000 chia thời gian của nó là 5.400 đúng không? Đáp số cũng khá xấu nha, 51.85, đơn vị là watt. Okay. Quan sát lên tiếp theo, tiếp tục con ngựa đây nha. Một con ngựa với sức kéo là 900 newton, tóm tắt luôn nha các em. Từ đầu tóm tắt tới đó nha các em. Trong thời gian 2,5 phút là T em. T bằng 2,5 phút. Bằng 150 giây nha các em nha. Đi một quãng đường này 900, 300m, 500m nha. Vậy thì là S. Hỏi công và công suất con ngựa là bao nhiêu? Công và công suất quá đơn giản. A chấm hỏi và P chấm hỏi. Đúng không? Trả lời ra công của con ngựa A bằng, quá đơn giản, công thức mình học rồi, bằng F nhân F. Đó, làm rất nhiều bài tập rồi nha, cố gắng nhớ nha các em. F nhân F là 900 nhân cho 500, 450.000, đơn vị là joule nha các em. Rồi công suất của con ngựa này P bằng A chia T. Mình thay A đây xuống nào, 450.000 chia thời gian 150 đúng không? Đó, vậy được 3.000 watt nha các em. Rồi các em xin mời bạn. Nếu ý hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.